Cô xin chào các em. Cô xin tự giới thiệu, cô tên Trần Thị Hoài Đông, đến từ trường Trung học cơ sở Tam Quan, thị xã Hòa Nhơn, tỉnh Bình Định. Hôm nay cô sẽ đến với lớp mình một tiết học của môn Tin học lớp 6, chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng. Trong cuộc sống hàng ngày, các em nhìn thấy những con số, những dòng chữ, những hình ảnh trong sách giáo khoa. Em nghe thấy những tiếng chim hót, những tiếng xe cộ đi lại trên đường. Tất cả những thứ đó được các giác quan của em ghi nhận và não xử lý để trở thành những hiểu biết của em về cái thế giới xung quanh. Những thứ được các giác quan của em thu nhận được gọi là dữ liệu, và khi được não xử lý để trở thành những hiểu biết của em về cái thế giới xung quanh và về chính con người, thì những vấn đề đó được gọi là thông tin. Trong bài học hôm nay, cô sẽ giúp các em tìm hiểu về thông tin và dữ liệu. Chúng ta đi vào cái nội dung của bài học đầu tiên. Trong bài học này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu những cái nội dung cơ bản như sau. Nội dung thứ nhất, đó là nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu. Nội dung thứ hai, phân biệt được thông tin và vật mang tin. Nội dung thứ ba, nêu được cái ví dụ minh họa mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu. Nội dung thứ tư, nêu được cái ví dụ minh họa tầm quan trọng của thông tin. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu cái nội dung thứ nhất. Và hoạt động đầu tiên, cô trò chúng ta cùng tìm hiểu, đó là thấy gì và biết gì. Để tìm hiểu rõ hơn, chúng ta cùng nhau lần lượt tìm hiểu qua các ví dụ sau. Ví dụ thứ nhất, trên đường từ nhà đến trường, Minh phải đi qua nhiều ngã tư đông đúc. Để đi qua các ngã tư này, Minh phải chú ý quan sát các đèn giao thông. Khi thấy đèn có màu xanh, đợi các xe bên chiều đèn đỏ dừng lại hẳn, Minh biết có thể qua đường an toàn và quyết định nhanh chóng qua đường trước khi đèn chuyển sang đèn đỏ. Em hãy đọc đoạn văn trên và cho biết bạn Minh thấy gì và biết những gì để quyết định nhanh chóng qua đường. Trong cái ví dụ này có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất đó là bạn Minh đã thấy những gì. Và yêu cầu thứ hai, bạn biết được điều gì để từ đó bạn Minh quyết định nhanh chóng qua đường. Đọc lại cái đoạn văn trên, em nhìn thấy đó là gì? Bạn Minh đi qua các ngã tư từ nhà đến trường thì bạn Minh thấy có rất là nhiều xe cộ. Cho nên bạn Minh thấy ở đây là gì? Thấy đường phố đông người, nhiều xe. Và từ điều bạn Minh thấy được, bạn Minh biết được có nguy cơ mất an toàn giao thông, cho nên phải chú ý quan sát. Điều bạn Minh thấy thứ hai, đó là đèn giao thông dành cho người đi bộ đổi sang màu xanh. Các xe di chuyển theo chiều đèn đỏ dừng lại. Bạn Minh biết được có thể qua đường an toàn và quyết định nhanh chóng qua đường. Như vậy, trong cái phần này, những điều bạn Minh thấy được, cô gọi đó là dữ liệu. Và những điều bạn Minh biết được, đó chính là cái thông tin. Để tìm hiểu kỹ hơn về thông tin và dữ liệu, cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở cái ví dụ thứ hai. Bạn ăn xem cái chương trình dự báo thời tiết trên TV. Và những điều bạn ăn thấy được, đó là gì? Và bạn ăn biết được những gì qua cái chương trình dự báo thời tiết. Qua cái chương trình dự báo thời tiết trên TV thì bạn ăn thấy đó là các con số, các hình ảnh, các âm thanh phát ra từ TV. Và từ những điều bạn ăn thấy được thì bạn ăn nhận biết được đó là hôm nay trời rất là nắng. Những điều bạn ăn thấy được, các con số, hình ảnh, âm thanh thì được gọi là dữ liệu. Những điều bạn ăn biết được đó là điều bạn ăn biết hôm nay trời nắng. Thì đó chính là thông tin. Cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở cái ví dụ số 3. Khi đến tham quan du lịch ở đảo Cò, thì khách du lịch nhận thấy được cái gì? Thấy được một tấm bảng, trên đó có ghi dòng chữ đảo Cò, xuồng máy, 40.000 đồng, 35 phút. Nhảy qua cái tấm bảng này, khách du lịch thấy gì và biết gì? Khách du lịch thấy được các con số, thấy được các chữ viết. Từ những con số, những chữ viết này, khách du lịch có thể hiểu được giá vé đi đảo Cò là 40.000 đồng và hành trình là mất 35 phút bằng xuồng máy. Từ những điều thấy được, các con số, các chữ viết được gọi là dữ liệu. Và hành khách biết được cái giá vé đi đảo Cò là 40 phút, 40.000 đồng và hành trình là mất 35 phút bằng xuồng máy. Điều đó được gọi là thông tin.
Như vậy các em thấy các con số, các hình ảnh, các văn bản, các âm thanh đó những là dữ liệu và những điều chúng ta biết về cái thế giới xung quanh và về chính bản thân mình, đó là thông tin. Vậy mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu như thế nào? Vì dữ liệu đem lại thông tin nên đôi khi dữ liệu cũng được thay bằng thông tin. Chẳng hạn ta có cái bảng ở đây, bảng này chứa dữ liệu, đồng thời bảng này chúng ta cũng được gọi là chứa cái thông tin. Nhưng đôi khi chúng ta cũng nhận thấy được cái sự khác nhau giữa cái thông tin và dữ liệu ở cái điểm cơ bản nào. Với cái bảng dữ liệu này, đối với những em nhỏ chưa biết chữ thì các em không thể đọc, không thể hiểu được cái dữ liệu ở trên bảng này, cho nên dữ liệu đó không trở thành cái thông tin. Cho nên chúng ta cần thấy được rõ cái thông tin, dữ liệu chúng ta có nhận biết được thông tin hay không thì tùy thuộc vào cái đối tượng tiếp nhận. Như vậy qua các ví dụ chúng ta vừa tìm hiểu thì có thể khẳng định lại dữ liệu là gì và thông tin là gì. Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về cái thế giới xung quanh và về chính bản thân mình. Dữ liệu là những gì con người tiếp nhận để có được cái thông tin. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, những văn bản, những hình ảnh và những cái âm thanh. Vật mang thông tin là những cái phương tiện dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin. Một số cái ví dụ về vật mang thông tin như là cái gì? Là giấy, là viết, là đĩa CD, là thẻ nhớ, vân vân. Trong cái phần 1 này chúng ta đã tìm hiểu rất là kỹ về cái thông tin và dữ liệu. Chúng ta vận dụng thực hiện một số cái bài tập sau. Bài tập thứ nhất, em hãy ghép mỗi mục ở cột A với một mục phù hợp ở cái cột B. Cột A là nội dung thông tin, dữ liệu và vật mang tin. Nội dung ở cột B là các con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh. Nội dung thứ hai, những gì đem lại hiểu biết cho con người về cái thế giới xung quanh và về chính bản thân mình. Nội dung thứ ba là vật chứa dữ liệu. Trong cái bài này chúng ta có cái kết quả như sau. Thông tin, chúng ta nối với mục B. Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về cái thế giới xung quanh và về chính bản thân mình. Còn dữ liệu, đó chính là các số, các văn bản, các hình ảnh, các âm thanh. Vật mang tin chính là vật chứa cái dữ liệu. Qua cái bài tập thứ nhất, chúng ta được củng cố lại các kiến thức về cái gì? Thông tin là gì? Dữ liệu là gì? Và vật mang tin là gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở cái bài tập tiếp theo, bài tập số 2. Mỗi dòng sau đây là thông tin hay dữ liệu. Dòng thứ nhất, 16.00. Dòng thứ hai là hãy gọi cho tôi lúc 16 giờ theo số điện thoại 012-3456-789. Kết quả của bài tập này đó là gì? Chúng ta hãy ghép dòng thứ nhất, đó chính là dữ liệu. Dòng thứ nhất ở đây có hai dữ liệu, đó là các dãy số. Và dòng thứ hai, hãy gọi cho tôi lúc 16 giờ theo số điện thoại 012-3456-789. Đó chính là thông tin. Và ở nội dung thứ nhất, chúng ta đã tìm hiểu rất kỹ về cái thông tin là gì, dữ liệu là gì. Để tìm hiểu về tầm quan trọng của thông tin như thế nào, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở cái nội dung thứ hai, đó là tầm quan trọng của thông tin. Các em theo dõi cái hình ảnh. Qua cái hình ảnh này, trả lời cho cô các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, bài học chiến dịch Điện Biên Phủ cho em biết những cái thông tin gì? Câu hỏi thứ hai, những thông tin đó có ý nghĩa như thế nào? Câu hỏi thứ ba, thông tin đem lại cho con người những gì? Trải qua cái bức ảnh này ở cái hình 1 và hình 2, cho ta biết đó là hình ảnh minh họa về cái chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Qua cái bài học về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, cho ta biết được cái tinh thần chiến đấu bất khuất, kiên cường của cái dân tộc ta. Và những cái thông tin đó có ý nghĩa như thế nào?
Những cái thông tin đó đem lại cho con người cái sự hiểu biết. Hiểu biết về cái chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và hiểu biết về cái tinh thần chiến đấu kiên cường của dân tộc ta. Ví dụ thứ hai, An chuẩn bị sang nhà Minh học nhóm. An nghe mẹ nói, trời sắp mưa. Thông tin đó làm An có hành động gì? Và thông tin đó có khả năng làm gì? Khi bạn An nghe mẹ nói, trời sắp mưa, thì hành động của bạn An đó là gì? Bạn An sẽ làm thay đổi hành động của mình. Bạn An sẽ quay vào nhà, bạn An cầm theo cái ô. Nếu trời có mưa thì bạn An khỏi ướt. Và thông tin có khả năng làm gì? Đó là thông tin có khả năng làm thay đổi hành động của con người. Thông tin đúng giúp con người đưa ra những cái lựa chọn tốt, giúp cho hoạt động của con người đạt cái hiệu quả hơn. Như vậy có thể khẳng định tầm quan trọng của thông tin đó là gì? Thứ nhất, thông tin đem lại cái sự hiểu biết cho con người. Thứ hai, thông tin có khả năng làm thay đổi hành động của con người. Thông tin đúng giúp con người đưa ra những lựa chọn tốt, giúp cho hoạt động của con người đạt cái hiệu quả hơn. Như vậy thông tin nó có hai cái tầm quan trọng. Để củng cố lại nội dung của hai cái nội dung của cái tiết học ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau thực hiện qua cái hoạt động luyện tập. Bài tập 1. Ở đây bảng 1.1 cho biết lượng mưa trung bình hàng tháng theo đơn vị mm của hai năm 2017 và 2018 ở một số địa phương theo Tổng cục Thống kê. Qua cái bảng thống kê này, các em hãy xem và trả lời các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, các con số trong bảng là thông tin hay dữ liệu? Câu hỏi thứ hai, phát biểu tháng 6 Đà Nẵng ít mưa nhất so với các thành phố Hà Nội, Huế, Vũng Tàu và thông tin hay dữ liệu? Câu hỏi thứ ba, trả lời câu hỏi Huế ít mưa nhất vào tháng nào trong năm? Câu trả lời là thông tin hay dữ liệu? Câu hỏi thứ tư, câu trả lời cho câu hỏi C có ảnh hưởng đến việc lựa chọn thời gian và địa điểm du lịch hay không? Vậy các con số trong bảng chính là dữ liệu. Chúng ta đã biết dữ liệu là tất cả những cái hình ảnh, những cái văn bản, những cái âm thanh. Nhưng mà trong cái bảng 1.1 này, tất cả những con số này được gọi là dữ liệu. Câu thứ hai, phát biểu tháng 6 Đà Nẵng ít mưa nhất so với các thành phố Huế và Hà Nội, Vũng Tàu là thông tin hay dữ liệu? Như vậy ở đây chúng ta chú ý vào cái cột tháng 6, Hà Nội là 200,7, Huế là 134,2, Đà Nẵng là 92,2, Vũng Tàu là 287,7. Nhưng mà ở đây dựa vào các con số này thì chúng ta thấy ở Đà Nẵng đó là cái lượng mưa là 92,2. Lại qua cái con số 92,2 này chúng ta biết được cái thông tin đó là vào tháng 6 thì ở Đà Nẵng là lượng mưa ít nhất. Như vậy cái câu phát biểu này thì đó chính là thông tin. Câu C, trả lời câu hỏi Huế ít mưa nhất vào tháng nào trong năm? Huế ít mưa nhất vào tháng nào trong năm thì chúng ta cùng tìm hiểu cái dòng dữ liệu ở Huế. Và dựa vào các con số này thì chúng ta trả lời được đó là gì? Huế ít mưa nhất vào tháng nào? Đó là Huế ít mưa nhất vào tháng 3. Như vậy câu trả lời này đó chính là gì? Đó chính là thông tin. Câu số 4. Câu trả lời cho câu hỏi C có ảnh hưởng đến việc lựa chọn thời gian và địa điểm du lịch hay không? Câu trả lời cho câu hỏi C đó là Huế ở Đà Nẵng ít mưa nhất vào tháng 3. Như vậy nếu như hành khách đi du lịch có ý định du lịch vào Đà Nẵng thì chúng ta nên chọn cái thời gian đó là gì? Du lịch vào tháng 3. Hoạt động tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện các câu hỏi về vận dụng. Câu hỏi thứ nhất, em hãy nêu ví dụ cho thấy thông tin giúp em. Câu thứ nhất, có những lựa chọn trang phục phù hợp hơn
Câu thứ hai, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Và trong cái câu hỏi vận dụng thứ nhất, đó là cho thấy về tầm quan trọng của cái thông tin. Câu thứ hai, em hãy nêu ví dụ về vật mang tính giúp ích cho việc học tập của em. Và trong cái câu hỏi thứ nhất này, chúng ta có thể đưa ra những cái ví dụ như sau. Đó là gì? Vào mùa hè, bố mẹ có thể là dẫn các em về quê để thăm ông bà. Nếu như thời tiết ở quê của ông bà mà nóng, thì chúng ta có thể chọn những cái trang phục đó là gì? Phù hợp với thời tiết vào mùa nóng. Những cái bộ trang phục đó là gì? Mát mẻ. Còn nếu như thời tiết ở đó lạnh, thì chúng ta hãy chuẩn bị cái trang phục đó là đồ ấm. Hoặc là gì nữa này, cô có thể đưa ra các ví dụ tiếp theo. Ví dụ, hôm nay nhiệt độ ngoài trời là 30 độ, có nắng từ rất sớm và rất là oi nóng. Thì chúng ta có cái hành động đó là gì? Em cần mặc trang phục quần áo thoáng mát khi ở trong nhà. Khi ra ngoài trời, em cần mặc quần áo dài tay để tránh cái tia UV. Hoặc là gì nữa này, khi tham gia giao thông, bạn cần phải đi bên phải, đi đúng cái phần đường, làn đường và chấp hành cái hệ thống báo hiệu của cái đường bộ. Và tương tự như hai ví dụ này, thì các em có thể về nhà tìm hiểu thêm các cái ví dụ về cái tầm quan trọng của cái thông tin. Ở cái câu số 2, cô có thể đưa ra các ví dụ như sau. Ví dụ thứ nhất, một số vật mang tính giúp ích cho việc học tập của em đó là cái gì? Là cái bảng. Trên cái bảng thì thầy cô có thể là ghi những cái chữ viết hoặc là vẽ những cái hình ảnh. Qua các chữ viết, các hình ảnh của thầy cô thì đem lại cho các em rất là nhiều cái hiểu biết, những cái kiến thức về cái thế giới xung quanh. Ở ví dụ như trong những cái tiết các em học vận dụng ứng công nghệ thông tin thì thầy cô có thể là sử dụng các máy chiếu. Thầy qua các máy chiếu thì giúp cho các em có những cái tiết học tốt hơn, đem lại cho các em có nhiều cái kiến thức, nhiều cái hiểu biết hơn. Hoặc là gì? Các loa, các tranh ảnh của các môn học. Hoặc là trong sách giáo khoa, cũng qua các chữ viết, qua các kênh hình vẽ rất là nổi bật, thì giúp cho các em là gì? Có được nhiều cái kiến thức rất là rộng rãi. Ở tất cả các sách giáo khoa theo cái xu hướng hiện nay, kênh hình minh họa cho cái chữ viết và giúp cho các em có cái sự rất là hấp dẫn để chúng ta tiếp nhận cái kiến thức. Và trong nội dung cơ bản của cái bài học này đó là gì? Chúng ta phân biệt được đâu là thông tin, đâu là dữ liệu và cái mối quan hệ chặt chẽ giữa cái thông tin và dữ liệu. Đặc biệt đó là chúng ta nhận biết được cái tầm quan trọng của cái thông tin như thế nào. Và trong thực tế cuộc sống của mình thì các em gặp rất là nhiều. Như vậy, những đâu, những cái vấn đề nào đó là dữ liệu, những cái vấn đề nào đó là thông tin. Và nội dung bài học ngày hôm nay chúng ta dừng lại ở đây. Chúc các em có những cái buổi học tốt. Xin hết.